Alo, vâng, xin chào đón quý vị và các bạn trở lại với trận đấu thứ tư của xê đấu thứ ba thôi. Tỷ số hiện tại của xê đấu thứ ba đang là 2-1 nghiêng về phía Thái Bình, và trận đấu này thì Hitty là quân của Hồng Anh. Lô 1 cầm Egypt đầu cánh, gờ núi cầm Maxerian ở trong cánh, và cuối cùng là Chip Boy cầm Johnson. Như vậy là sắp xếp quân bài là cũng ổn thôi, không có gì là lệch quá cả. Một bài Hitty cũng cũng khá ổn của Hồng Anh, nhưng khổ lỗi là rừng thì không được bó sát lắm. Vâng, rừng còn phải vào sâu tận trong 9 giờ cơ. Ở ngoài này còn đang 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 lở. Mười bốn trên 16, đóng nghe chưa anh? Như dường như đã đóng rồi. Vâng, tôi nhìn chậm quá. Nô 1 đi, 16 trên 20. Vâng, đang ướm những chỗ để đặt một chiếc S đẹp nhất cho mình. Vâng, cái phong cách đánh cung giờ như các bạn biết rồi, kể cả là chim sẻ đánh thôi, vẫn ưu tiên cái chiếc S đầu tiên, chiếc S phải cực kỳ đẹp, để cho lực về gỗ từ đời 1 cho đến đời 3 có thể được ổn định. Thì chiếc S đẹp mang rất nhiều ý nghĩa. Vâng, rất may mắn con nông dân đã không bị làm xuống. Gờ lùi đi, 23 trên 24, đầu cánh. Quýt đời cũng khá sớm, Maxedonian, đây không phải là đầu cánh, đây là trong cánh. Nhưng mà sẽ dâng là răng cho lô 1 rồi. Sẽ dâng là treo cánh thẳng cho lô 1 rồi. Lô 1 thì cũng đã có một bài 25 trên 28, dân Egypt cũng đã kích đời rồi. Một bài cũng có thể không được hốc đây. Chúng ta cùng chờ đợi thôi. Có quả phụ như vậy là ổn rồi, chỉ chờ mỗi bãi quả phụ thôi, dường như vẫn chưa kích được đời. Ở xem Chip Boy đi, ở trận đi đấu trước thì Gunny đã đi rất rát vào nhà của Chip Boy. Do biết rằng Chip Boy cầm chủ lực duy nhất ở bên phía các game thủ phía Game TV, Chip Boy cũng có một bài của em là không phải có thế, bài không có thế đẹp, cho nên chúng ta cũng dễ hiểu tại sao lại bị ăn chung với màu 7. Ông Anh đi 27 trên 28, của Hitty trong cánh đã có những cánh rừng rất đẹp ở phía trong này rồi. Những cánh rừng toàn nhô lên trên thôi. Vậy gờ núi đã lên đời rồi, xem gờ núi anh đánh ra làm sao. Gờ núi gặp nhà Gunny, dâng là gặp đúng nhà Gunny đi rồi, xúc Gunny thôi không nói nhiều, làm em ăn thèm vắc lặng thì được phép xúc trước. Vâng, rất khôn khéo dắt con giò đi, dắt con giò ấy để không phát hiện hai nhà L, để hai thằng dân đều có thể chạy chạy thoát được. Đóng cái e đi anh ơi, đóng cái e đi, lúi đóng cái e đi, lúi đang biết e kìa. Lúi đóng một cái e đi, đang biết e đang 24 kìa. Bãi vàng của Gani đã kín. Đã lên đời xong, hai chém vắt đều. Vẫn đang chạy cua quờ xem nó có gặp cái gì không. Con chém mà Gani cũng đã lên đời ba xong rồi. Rất sớm sủa. Nô 1,
Egypt 26/28. Chiboy 26/36 đang thủ P đây rồi. Vào hốc đi anh. P ra. Đây rồi, như vậy gọc dân của tôm đi An Hoang. Gặp lúi kìa, ý dân kìa, lúi dân đang bị vụt dân. Một thằng dân còn tí máu. Vụt đi anh. Nhà màu 7 rất nhà gần nhà màu 2 do Hello Chip Boy cầm. Bo kín bãi vàng rồi đi anh. Có bãi vàng còn hở không? Bánh xe có rồi, bây giờ về vẽ ruộng thôi. Có P thủ nhà là được rồi. Hồng Anh 31/36 đã bo, dường như cũng đã bo được gần kín nhà rồi. Dường như màu 7 sắp vào nhà Hồng Anh rồi. Hồng Anh bo kín lại đi. Bò lốt lại đi anh ơi. Như vậy cánh này đã kín rồi. Còn cánh kia thôi, cánh sát bờ tường nhà Chip Boy thôi. Không biết cánh đây có kín không. Rồi có những tên cung giờ đầu tiên thủ rồi. Đưa lên đấy thủ rất chuẩn xác. No 1 34/44. Hồng Anh 40/60, dường như nhà đã có cái gì thì phải. Nhà có gì chưa? Dường như vẫn chưa có gì vào cả. Vẫn ổn. Bên dưới này nữa, thế là kín bên dưới này lốt nữa là được. Rất tỉ mỉ dành cho ông anh. Rồi lúi đi. Ô lúi mất tham rồi. Chém xuyên anh núi ơi, anh núi chém xuyên có được không? Chém xuyên. Tôi bảo ngay mà chém xuyên sẽ được, bãi gàng của Gunny sẽ fit thôi. Và như vậy là không để ý cái tân vừa rồi. Cùng giờ ở lô 1 đã sang cứu được phần lớn lông dân của gờ núi. Lô 1 đẩy một con cung giờ sang bãi vàng của Gunny, cho bãi vàng Gunny fit luôn đi, chạy thẳng vào nhà Gunny ở góc 3.5 ở đấy có một bãi vàng của Gunny đang được bo rất kín, những con chém gờ núi đang đi rồi. Ai có thực bơm cho gờ núi để sóc y đi. Bơm thực cho núi chảy y đi. Bơm nữa, bơm. Như vậy là bên họ dường như có một Miwan thì phải. Miwan do nhà màu 8 cầm hay sao? Đã có cung A rồi, cung A đang đẩy đi rồi. Soi tham. Chip Boy 36/52 vẫn đang cố gắng bơm thực cho gờ núi để gờ núi có thể đẩy y đâm y. Vâng, nhà Chip Boy có động rồi, ai sang cứu đi. Nhà Chip Boy có hàng. Rất khó khăn. Vâng, bên Thái Bình đang phối hợp 3 người đi đánh vào cánh này. Nhưng mà giờ phút này thì ông anh vẫn đang thủ rất tốt cho đồng đội của mình. Chip Boy cũng chưa bị mất nhiều tham trong tuần vừa rồi. Chúng ta cùng chờ đợi thôi. Vâng, quân của Thái Bình trận này thi đấu này thì có rất như có Miwan này, có Folesian, có AC và một Babylon nữa. Và quân họ là khá đẹp. Egypt lô 1 cầm đang rất cố gắng để đẩy vào nhà màu 5.
Như vậy nhà màu 8 đã đang nhà màu 8 đã có ý định mà Monmen đẩy cung A sang rồi. Đang đứng trên một con dốc ảo này sẽ thủ được thôi. Bây giờ nhiệm vụ là phải đẩy chết nhà của Tiểu Bạch Long thật nhanh vào, đẩy chết nhà của Dũng Con thật nhanh vào thì còn có cửa. Kéo một nửa tơn cho nhà Tiểu Bạch Long đi anh. Còn lại ở nhà thì vẫn thủ được những tơn cung A thôi. Nhưng mà đẩy hết sang nhà của màu 5 đi rồi. Hồng Anh ở nhà đã đang Hồng Anh nhà đã có chém đục vào. Như vậy là Hồng Anh vẫn không đẩy đi, lửa đấy đi lửa đấy về thôi. Bắt tơn chém này. Có lùi về đằng sau để bắt không? Như vậy không luồn về đằng sau để bắt. Vậy chốt lại. Không chốt. Đang sóc dân rồi. Hồng Anh đang sóc rất nhiều dân. Trận đấu này có lẽ là trận đấu mà rất nhiều cảm xúc ở đây. Tất cả cảm xúc làm hết ở đây rồi, đang cố gắng đào vàng đây. Bắt tơn chém này, vẩy e đi. Vẩy e bên cánh rừng bên kia, không để cho chém lọt sang bên kia. Cũng không vẩy lên đầu máu. Có cung A của vô thường đẩy sang, soi tham. Tham bên họ đang đè, còn bên này thì gờ núi đang yếu. Gờ núi còn 4/32 thôi. Đang bị dummy lại bởi tôm. Bây giờ phải đẩy chết được nhà của Dũng Con trước đã. Vâng, đang có một tơn giờ phút này bơm đồ cho Hồng Anh. Hồng Anh đang bơm đồ để kích 4 nữa rồi. Đang soi tham. Soi tham, vẫn đang soi tham. Nhà Hồng Anh đang bị đục vào. Nhà Hồng Anh đang bị gan đi đục vào đấy rồi. Nhà Hồng Anh đang có khách. Nhà Hồng Anh đang có một tên quân khá to của Gani đẩy vào, nhưng Gani không dám đẩy vào. Gani không bắn được lĩnh đẩy sâu. Vậy e bắt tên này, bắt chặt tên này. Vậy e rất hay. Thiếu 300 thực nữa. 300 thực nữa để Hồng Anh có thể lên 4. 80 thực nữa lên 4 rồi, kích 4 rồi Hồng Anh. Cung A của màu 8 đã đang đẩy rồi. Cung A màu 8 đang đẩy lướt qua nhà Chip Boy rồi. Chip boy chỉ câu giờ của cung A thôi, không để cung A đẩy quá sâu vào thôi. Chip boy phải bỏ nhà rồi. Cung giờ của ông anh đâu, chuẩn bị ra thôi. Đang phải thụt về nhà thì mình sẽ không có thế thủ nhiều. Màu 5 đang đẩy sang nhà lô 1 đây rồi. Bên chỗ nào cũng thấy chiến tranh. Tiểu Bạch Long đang đẩy rất rát vào đây.
15 cũng như 18 đang đẩy sang đây rất nhiều đây rồi. Đang đẩy sang nhà của ông anh rất nhiều đây rồi. Ông anh đang phải căng sức để đỡ nhà. Hoàng Vi Thường điểm số khá cao. Chúng ta cùng phải xem xét xem. Quay xoay tam cho Hoàng Vi Thường âm nhiều đồ chưa? Xem đội bạn ai có khả năng nhảy 4 trước thì đẩy người đó trước. Như vậy là các bạn thấy cái chấm xanh xanh đây là nhà A của Vô Thường. Đã đang xây trước nhà của Chip Boy đây rồi. Chip Boy tham 23/64, 400 thực. No 1, 43/70, 44/76. Như vậy là màu 8 theo thông tin mà lô 1 báo về là màu 8 đã kích 4 rồi. Vậy à, rất hay. Nhà màu 5 lại sang đây một tơn nữa. Màu 5 đang quản nhà lô 1 rất rát. Lối 41 trên sợ. Lối ô làm sao đây? Vâng, Chip Boy thì sai rồi. Như vậy tỷ số ở xe đấu thứ 3 là 3-1 nghiêng về phía Thái Bình. Những trận thi đấu mà bên đội bạn phối hợp khá tốt. Chúng ta chờ đợi trận đấu đầu tiên của xe đấu thứ 4 thôi.